Thưa quý vị, hộ chiếu là một trong những loại giấy tờ tùy thân quan trọng không thể thiếu đối với mỗi cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh. Vậy, khi đi làm hộ chiếu cần mang những loại giấy tờ gì? Trước hết, hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của nhà nước do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Có thể thấy, đây là một loại giấy tờ cực kỳ quan trọng do chính phủ cung cấp cho công dân của nước mình, là giấy phép cho công dân được quyền xuất cảnh khỏi đất nước và nhập cảnh ở nước khác. Trong video ngày hôm nay, công ty luật ACC sẽ chỉ ra giúp quý vị cần lưu ý mang những giấy tờ gì khi đi làm hộ chiếu để tránh trường hợp bị thiếu hồ sơ, giấy tờ gây mất thời gian và công sức khi đi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. Hiện nay, khi đi làm hộ chiếu, quý vị cần chuẩn bị: thứ nhất, hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu; thứ hai, giấy tờ xuất trình khi làm thủ tục tại nơi nộp hồ sơ. Trong đó, hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu bao gồm tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu, thẻ chân dung cỡ 4x6 có nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu. Các giấy tờ liên quan khác, đối với người chưa đủ 14 tuổi là bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh. Với người đã được cấp hộ chiếu thì phải có hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất. Nếu hộ chiếu bị mất thì phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất thì cần có bản chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì cần có bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp. Nếu bản chụp không có chứng thực thì cần phải xuất trình bản chính để kiểm tra đối chiếu. Thứ hai, giấy tờ xuất trình khi làm thủ tục. Công dân xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng khi làm thủ tục. Lưu ý, trường hợp chưa có thẻ căn cước công dân thì phải nộp hồ sơ tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp có thẻ căn cước công dân thì nộp hồ sơ tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thuận lợi nhất. Cuối cùng, về thời hạn giải quyết. Thủ tục xin cấp hộ chiếu được giải quyết trong thời gian khá nhanh, cụ thể là không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, và không quá 3 ngày làm việc đối với các trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Trên đây là những thông tin chi tiết về việc khi đi làm hộ chiếu thì cần mang những giấy tờ gì. Rất mong rằng quý vị đã có được cho mình những thông tin hữu ích. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.